sáu câu chuyện cuộc đời hay nghe xong học hỏi được rất nhiều bài học ý nghĩa câu chuyện thứ nhất mất vợ vì quá tự tin anh vốn là một doanh nhân thành đạt còn chị làm giáo viên giải toán của một trường chuyên trong thành phố so với anh lương của chị không thấm vào đâu nhưng cũng là niềm mơ ước của bao cử nhân sư phạm mới ra trường thế nhưng từ ngày chị sinh bé bông theo yêu cầu của anh, chị nghĩ hẳn công việc mơ ước để ở nhà chăm con. Thời gian đầu, chị thấy quyết định của mình là sáng suốt khi chị toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, không phải vất vả soạn giáo án nữa. Nhưng chừng vài tháng qua đi, chị mới thấy lựa chọn của mình quá vội vàng. Tiền anh đưa chị không thiếu, chị thấy thiếu vắng sự chia sẻ và quan tâm của chồng. Anh chỉ biết buổi sáng ngủ dậy có sẵn tô phở ngon do tay chị nấu đặt sẵn trên bàn tối về có chậu nước thảo dược còn nóng để cho anh ngâm chân không cần biết hôm ấy chị buồn hay vui có mệt hay không nhưng từ chuyện to đến chuyện bé trong nhà hãy chị góp ý là anh gạt phát đi cả việc cho bé bông học ở trường nào đều do anh quyết định anh bảo đàn bà chỉ nói chuyện trong xó cửa còn trong gia đình quyền quyết định phải là người trụ cột mà nhân vật trụ cột đó phải là anh một lần chị gọi bà đồng nát vào bán giấy phụng vô tình anh ngang qua chẳng cần hỏi han anh mua một câu đầy hàm ý người ta vất vả thế đấy đi trẹo cái chân mà mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn tiền lời còn em chỉ có mỗi việc ở nhà tiền tiêu chồng đưa không thiếu mà còn không biết đường để sướng. Chị choáng váng trước những lời nói phụ phàng thốt ra từ miệng chồng. Nhưng sợ mọi người bàn ra tán vào, chị im lặng, chịu đựng để làm người vợ chỉnh chu của một ông chồng thành đạt. Chị cung cúc nghe theo lời anh, không dám ho he nửa lời. Tưởng chỉ cần chu cấp tiền cho chị là đủ, anh mặc sức thể hiện cái tôi của mình có những lúc quá mệt mỏi, chị muốn vứt tung đóng tiền chồng nưa ra cửa sổ. chị chỉ cần bờ vai của chồng để có thể ngã đầu cho vơi bớt lo toan, cần những lời nói quan tâm của anh. nhưng với chị đó là điều xa xỉ. nhưng rồi chịu đựng chán cũng khiến cho bản năng tự vệ trong chị trỗi dậy. chị bắt đầu bật lại những yêu cầu trái khoái của anh. anh không ngờ người đàn bà an phận như chị lại dám hổn cả với chồng nhưng chị đâu có an phận đến lúc chị tỏ ý sống ly thân anh cười khẩy tỏ vẻ thách đố trong đầu anh luôn mặc định rằng mình là cây đại thụ chị chỉ là thân tầm gửi mà thôi rời anh ra chị chỉ có nước đứng đường bởi vậy chuyện chị nói anh coi là tầm phào giống như người lớn vẫn lấy ông ngáo ợp ra để dọa trẻ con vậy. Nhưng lần này thì chị không đùa. Hơn tháng sau, anh nhận được lá đơn ly hôn từ chị. Đến lúc ấy, anh vẫn không tin, anh vẫn còn niềm tin vững chắc để đắc thắng. Đó chính là bé bông. Bé là niềm tự hào và an ủi lớn nhất của chị. Chị không thể sống xa con dù chỉ một ngày. Nhưng nếu ly hôn, quyền nuôi dưỡng con chắc chắn sẽ thuộc về anh anh vẫn đinh ninh bước ra khỏi ngôi nhà của anh chị sẽ thành người vô gia cư thu nhập không có chỗ ở cũng không lấy gì để mà đảm bảo cho tương lai của con nhưng chị vẫn quyết tâm ra tòa trái với dự đoán quanh hội đồng xét xử đã cho chị được quyền nuôi con và nguyện vọng của bé bông cũng muốn được ở bên mẹ nghe tòa tuyên bố anh như chết đứng khi biết chị đã âm thầm từ lúc nào chẳng biết xin được trở lại trường dạy học còn nơi ở dù chị chưa có nhà lầu xa hơi như anh nhưng nhà trường cũng bố trí cho mẹ con chị một căn hộ tập thể hơn hai chục mét vuông khá thoáng mát thất thiệu ra về sau phiên tòa anh mới chua xót nhận ra mình đã mất tất cả chỉ vì sự quá tự tin và coi thường vai trò của vợ thì ra những cục tiền mà anh đem về cũng không thể giữ chân người vợ vẫn được coi là nhẫn nhục trong xó cửa. Câu chuyện thứ hai Những lá thư oan trái Hắn tên Nam, da bánh mật, tóc dựng đứng, người chắc nịch là một trong hai thằng đẹp trai thứ hai trong lớp vì vài mụn trứng cá cho nên hắn tụt xuống hàng thứ ba. Hắn viết thư tán gái thế này. Quê hương tư đẹp, ngày tháng năm. Oanh ơi, đêm nay trăng rất chi là sáng, ánh vàng rạng rỡ, chiếu rọi vào tâm hồn mình. Thế là mình nhớ đến Oanh, vì Oanh cũng giống như chị Hằng. Vậy mình viết lá thư này gửi đến Oanh với lời chào quyết thắng. Tái bút. Ví dụ, lúc này mình xin nắm tay Oanh, thì liệu Oanh có đồng ý không? Ký tên. Đó là bức thư tình đầu tiên trong đời hắn viết cho anh Nhưng mà là viết hộ cho thằng Hùng Vì nó phải lòng anh Oái âm thay hắn cũng phải lòng anh hơn cả nó Ba đứa học cùng lớp Hắn với Hùng nhà kề nhau là bạn tí teo từ thỏa nhỏ Có thể gọi là bạn con cháy cắn đôi Hai đứa cùng tuổi Chỉ có điều Hùng học giỏi môn toán Còn hắn thì giỏi môn văn Hùng thẳng tính bọc tuột bọc toạc hắn thì trầm tính cả nể ít nói cả hai đều đẹp trai thứ nhất trong xóm anh thì ở xã khác cách hơn 10 cây số hàng ngày anh phải đi xe đạp từ sáng tinh mơ đến thị trấn chỗ bọn chúng để học cấp 3. cho tới tận cuối năm lớp 9, ngày nào cũng vậy chẳng thằng nào bảo thằng nào đường thẳng tới trường không đi mà cùng đều nhau đi phòng ra đầu làng thấp thỏm chờ anh tới để rồi lẻo đẻo đạp xe theo anh đến lớp. Anh đẹp lắm, cao vừa phải, dáng thon thon, lúc nào cũng mặc cái áo pin xanh trứng sáo, tóc buộc trên đỉnh đầu chim gái, võng lên như trẹn lúa mẩy. Cái cổ cao trắng mịn, cùng đôi tay xinh xinh, có lỗ dù sẵn để đeo khuyên. Đôi mắt Long lanh như luôn hỏi người khác một điều gì, làm cho người ta bó rối. Nhất là mùa đông, Oanh cư như hiện ra từ sương mù mướt nước, đẹp tan nát cả lòng hắn. Đẹp như cái cô diễn viên đóng phim chị Nhung mà bọn con trai thời ấy thần tượng. Hôm ấy, Hùng năng nỉ nhờ hắn viết hộ lá thư trên để mà tỏ tình với Oanh. Hắn điếng người bảo, Chúng mình còn đang đi học, nhỡ bố mẹ biết thì sao? Nhỡ như Oanh từ chối thì xấu hổ lắm. Chúng nó biết lại tiêu chọc cho, nhưng hùng dứt khoát cứ viết hộ tao đi tao thích oanh lắm rồi nhỡ đứa khác cư mất thì sao tin mày tao mới nhờ chứ nể nó quá lại trung thành với tình bạn hắn đành bấm bụng viết mất một đêm viết đi viết lại có lúc lại ký nhầm tên mình rồi xóa đi xong thì gấp lại cẩn thận ôm lấy tờ giấy mà buồn hôn lên như muốn vĩnh biệt các cuộc đời vậy. Sáng hôm sau, hắn đau lòng đưa lá thư cho bạn, rồi đều đó đi vượt qua để nói nhét lá thư vào cặp của anh buộc ở sau xe. Lúc đi học về, theo dõi, thiết anh vội vàng về trước như lãng tránh. Hắn trách Hùng. Thấy chưa, đã bảo rồi mà, anh không thích mày đâu. Nhưng Hùng ra vẻ sành sỏi bảo cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Với lại, thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Giờ mày cứ tiếp tục viết hộ tao đi. Thật tha thiết vào, bao giờ cư đổ anh thì mới thôi. Thế là từ hôm đấy cho đến hết năm học, thỉnh thoảng Hùng lại nhờ hắn viết thư cho anh, tùy theo cung bậc và tình hình thực tế. Mỗi lần viết thư, hắn như nhập hồn vào những điều Hùng dặn dò, lấy tên mình viết để chinh phục trái tim anh hắn yêu quanh sao thì viết như vậy. Nháp xong xuôi, khi viết lại mới thay tên của Hùng vào. Hắn bày tỏ tất cả tâm hồn đang say sưa đau khổ, trái tim đang yêu tha thiết, dày vò, nỗi nhớ nhung như biển cả sóng dồi, sự giận hờn như lãng đảng mây bay trong hàng hôn. Hắn giải bài bằng tất cả những câu từ về tình yêu lãng mạn nhất mà hắn nghĩ ra hay là đã học được trong sách truyện tiểu thuyết ta tay tạo tất cả lời hay ý đẹp trên báo tiền phong văn nghệ vân vân mỗi lần viết xong hùng chỉ việc cầm lấy thư chép lại và gửi đến ông anh bằng một cách nào đấy mà vẫn nhận về sự im lặng lãng tránh của anh nó càng tăng cường độ bao nhiêu hắn càng buồn và đau khổ bấy nhiêu những lá thư càng dài càng cãi lương hơn bao giờ hết một hôm bực mình hùng bảo mày không cưa đổ anh cho tao thì mày không phải là thằng bạn học giỏi văn. Thương mình thương bạn, hắn lại cố gắng. Hôm ấy, hai thằng bàn nhau chờ tháo khoáng để xem bộ phim màu chiến đấu của Liên Xô. Dành tiền mua được mấy tờ giấy viết thư rất đẹp. Hắn nắng nốt viết một đoạn thơ tình của Xuân Diệu, sau đó cài thêm một đoạn thơ của mình. Anh tim mình ơi, dù cho đau khổ biết bao nhiêu tan nát con tim dẫu có nhiều Tôi vẫn yêu em dù thất vọng Còn hơn cuộc sống chẳng hề yêu Anh tình yêu ơi Em là yêu dấu của tim anh Em là mơ ước của ngọt lành Em là hoa nở ngàn trăm mộng Em là nữ chúa của hồn anh Anh yêu dấu ơi Nếu như đọc xong lá thư này Mà em không nhận lời yêu anh thì anh sẽ tự tử chết luôn cho rồi. Tái bút, xin vĩnh biệt em trước, ký tên. Thế mà không ngờ, hôm sau đưa Hùng lá thư ấy. Khi tan trường, hai đứa đã như dính vào nhau. Hùng bảo hắn đi bộ và xách cặp hộ nó về. Còn Hùng lấy xe đạp kèm oanh về tận nhà. Thế là họ yêu nhau. Có lần còn nghe anh treo Hùng. Anh học văn giúp thế, mà sao viết thư cho em lại tuyệt vời như vậy? Làm em ứa nước mắt luôn. Hùng trời trẻn bảo, vì anh viết cho em bằng tất cả tâm hồn và trái tim. Vì nãy nó là trung thành với tình bạn, giờ thêm tình yêu ngang trái với anh, hắn âm thầm chịu cảnh ra rìa làm ta sai cho họ. Có hôm, lao động nhà trường, Hùng nhờ hắn mang cho anh mượn cái cuốc. Hắn cần mẫn mài cho lửa cuốc sắt, chim cán cho chắc lấy vặt áo lao chùi vì sợ anh đau tay. Hắn ra vườn chọn hái những quả ổi ngon nhất đưa cho Hùng, rồi từ xa nhìn anh ăn ổi ngon lành và khen. Ổi nhà Hùng ngon thế. Nhưng có lẽ đau nhất là cái hôm đi chơi chung ở cạnh nghỉ địa. Theo anh bảo rất thích hoa tầm xuân, hắn liền chui vào bụi hái ra một ôm, bị gai cào soạt cả mặt. Trong khi Hùng sâu thành chuỗi, đội lên đầu anh, rồi cả hai cười khúc khích. Thì hắn lại đi về bằng chân không, vì đã phải âm thầm vứt đôi dép mới mua dẫm ngập vào đóng phân trâu. Nhưng biết làm sao được, hắn nể hùng, trung thành với tình bạn, giờ lại thầm yêu anh nữa. Nhưng có một lần, hắn suýt không chịu được, tí nữa hắn đã đập vào mặt hùng và chắc rằng tình bạn sẽ mất đi mãi mãi. Trừ hôm ấy, khi tan trường, trời bỗng sập xuống, mây đen cuồn cuộn. Xe đạp của anh bị hỏng, Hùng bảo Nam. Ta mang xe của anh đi sửa, nhờ mày chở anh về cho bố mẹ khỏi mong. Rồi sáng ngày mai, tao sẽ đến đón anh đi học. Hắn mừng rơn, trời có sập xuống hắn cũng không sợ. Vì đây là lần đầu tiên hắn được chở anh và là cơ hội để tặng anh một món quà. Hắn đèo anh ở sau xe, cái lớp hơi bị non, kệ trái tim hắn chả đang bay trên đá học. Oanh ý tứ ngồi xa tích ra một khoảng cuối gác ba gà, làm ta lái của hắn cứ chung chiên. Kệ, tâm hồn hắn chả đang bị từ trường của anh chi phối theo những làn sóng lạ lẫm. Hai người cứ im lặng vì chẳng biết nói gì với nhau. Thỉnh thoảng xe phấp vào những hòn đá, oanh vội biếu vào hông hắn, rồi lại rụt vắt tay lại. Hắn thầm oán trách sao anh không biếu lâu lâu một tí? Bỗng nhiên, xe xa xuống một ổ gà, lòng anh dồn lên ép cả khu ngực mềm mại lên lưng của hắn. Một cảm giác lạ kỳ làm hắn rung lên bần bật, người nóng rang. Hắn đạp xe như ba trong mơ, dù lúc này trời có sập cũng không sợ. Mà trời sập thật, cơn giông lúc nãy đã đổ tới, trút mưa xuống rào rào, mưa giăng bốn bề, gió quật ríu rít hai người ướt sũng mà hắn vẫn đều anh lao vù vù về phía trước anh ơi em có cảm nhận được tình anh anh sẽ đưa em vượt qua mọi bão giông đến rìa cánh đồng nọ cạnh vườn chúa rậm rạp thì trời đã tạnh mưa anh bảo hắn dừng lại rồi xuống xe cậu siêu thật cảm ơn cậu nhé nhà mình đây rồi nhìn anh tóc bớt xuống hai má quần áo mỏng dính chặt vào thân người run rẩy hắn thấy thương yêu anh đến lú lẫn. Định vứt xe ghi chặt lấy anh mà phút phê an ủi. Nhưng hắn nể hùng, trung thành với tình bạn, giờ lại yêu anh nữa. Hắn liền dúi vào đôi tay đang khoanh lên che ngực của anh, cái hộp nhỏ, mà hắn luôn giấu trong quần lót, rồi hấp tấp nói. Từ khi nhìn thấy anh, mình đã chờ lúc tặng anh cái này, anh giữ gìn nó làm kỷ niệm nhé, mình về đây hắn nhảy lên xe phóng về vùng vụt, vụt như chạy trốn. Những vũng nước như bị xé ra làm đôi. Cả đêm hôm ấy, hắn bân khuân dằn vặt không sao ngủ được. Nhưng tặng được anh kỹ vật đó, hắn cũng thấy nhẹ lòng. Thôi, các bạn yêu nhau đi. Sáng hôm sau đến lớp, giờ ra chơi, Hùng kéo hắn ra gốc cây phượng già cuối sân trường thì thào khoe. Sáng sớm nay đi đón, anh cho tao hôn rồi, cho cả bóp ti nữa. Ôi thích lắm mẹ ơi, sướng lắm mẹ ơi. Ôi vườn chuối mộng mơ, cảm ơn mày nhé. Hắn nghiến răng định đấm vào mặt nó cho hả giận. Nhưng hắn nể hùng, trung thành với tình bạn, giờ lại thầm yêu anh nữa. Hắn vỗ vỗ vai hùng dặn. Mày cầm hộ túi sách của tao về nhé. Rồi cúi đầu đi ra phía bờ sông cái. Trái tim đau khổ của hắn đang chìm ở đó. Hắn đi phớt nó. Nam đã thề trong thư với anh, nếu không có anh, hắn sẽ tự tử. Hắn trung thành tình bạn với Hùng. Hắn yêu anh. Không có anh, cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn sẽ giữ lời thề. Hắn lao đầu xuống dòng nước lạnh ngắt. Hắn lờ mờ, thấy hai bàn tay như thép ấn xuống ngực. Rồi chợt thấy khuôn ngực anh mềm mại, nóng hổi, áp xuống ngực mình. Thấy mình ngợp, không thở được rồi một đôi môi mềm ấm gắn chặt vào miệng mình mà mút lấy, mút để. Người hắn nóng rần lên, hắn toàn tỉnh gọi, anh! Ôi mẹ ơi, cậu tỉnh rồi! Hắn nhìn lên, phía trên bầu trời là khuôn mặt trái xoan đầy đặn, bớt tóc hỗn hển, phả hơi ấm đầy mặt hắn. Một chị gái đang nhìn nửa mừng rỡ, nửa tò mò. Chị nhẹ nhàng cài lại cúc áo cúc quần cho hắn, rồi đợi hắn ngồi dậy cậu đi xuống đây. Hắn đứng dậy đi theo chị như cái máy, tới bên một con thuyền cắm sạo đậu gần đấy. Chị xuống khoang lục lội, rồi lên đưa cho hắn bộ quần áo bộ đội bạc màu. Quần áo của bố chị đấy, cậu vào bụi tre kia thay quần áo đi. Nhớ lúc nào chị gọi thì mới được tới. Lúc sau, nghe tiếng chị gọi, hắn vội đi lại. Chị đã thay bộ quần áo mỏng, nhẹ, mặc ở nhà, màu hoa cà, đang mỉm cười vẫy hắn xuống thuyền chị chỉ cái ghế mây nhỏ trên sạp rồi bảo cậu ngồi xuống đây này uống ngụm trà gừng nóng này chị tên là hạnh hãy kể chị nghe sao em lại làm việc dại dột như vậy hắn im lặng cúi đầu chị ngồi bệt dưới khoang thuyền một chân khoanh một chân gập lên ngực đôi tay chị khéo léo quấy nhẹ nồi cháo nhỏ chị ngước đôi mắt màu nâu ấm áp nheo nheo ngắm khuôn mặt hắn em còn rất trẻ tương lai còn dài cuộc đời bao la rộng lớn đang chờ đợi phía trước em đừng dại dột như vậy nữa cũng may chị đang gỡ lưới gần đó nhìn thấy không thì bây giờ á em đang nằm chết ở đá sông lạnh lẽo đen ngòm này rồi xác trương dần hôi hám tận bảy ngày sau mới nổi lên trong khi đó bố mẹ và người thân kêu khóc lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi em thấy có đáng không? Nhìn vào đáy mắt mà nghe chị nói, hắn thấy mình như được chị truyền sang một làn sóng ấm áp gần gũi, khai mở ra một khoảng trời trong tâm thức, như bỗng cởi mở cõi lòng. Hắn ngoan ngoãn kể cho chị nghe tất cả. Chị ngồi nghiêng nghe, cái rái tay trắng mềm có cái lỗ chờ để đeo khuyên, lấp ló sau những sợi tóc đen mượt buồn trầm. Rồi chị thốt lên, trời ơi cậu bạn tội nghiệp của chị thế nào lúc tỉnh cậu gọi tên anh? cậu ăn bắt cháo cho an thần lại này cháo cá bò vàng nổi tiếng chỉ xong quê mình mới có đấy chị chưa yêu ai bao giờ vì tự ti mình là dân thuyền chài nhưng mà chị hiểu chị cảm nhận được tình yêu là một cái gì đó đẹp và thiêng liêng lắm nếu chị yêu một ai đó chị cũng sẵn sàng chết cho người ấy chị thề đấy Câu chuyện tự tử Việt Anh của Nam không ai biết ngoài chị. Chị Hạnh vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người bạn tâm giao, làm choáng nguôi ngoài nỗi đau đầu đời. Từ hôm đó, hàng ngày sau giờ tan học, hắn lặng tránh đôi bạn đang ríu rít đi tắt ra bờ sông. Lần nào, chị cũng đã chờ sẵn ở đó. Thí Nam, bao giờ mất chị cũng ánh lên, mỉm cười âu yếm. Càng gần gũi thì chị càng lộ cho Nam biết thêm vẻ đẹp của mình. Hằng ngày, chị luôn giấu dưới lớp quần áo cũ bình thường, khăn khổ và khăn che kín mít. Xuống nước, chị thuần thục như con rái cá, với thân hình cân đối tuyệt đẹp. Chị dạy Nam các kiểu bơi, các kỹ thuật cùng bí quyết bắt cá, giảng giải tập tính từng loài. Một hôm, nghe tiếng có vỏ ốc cắm trên đầu những thanh tre trong hõm bẫy ở bên bờ sông khô lốc cốc báo hiệu có cá đang ăn mồi. Chị bảo, nào, anh thực tập cho em xem. Chị thỉnh thoảng cứ lộn anh và em như vậy, rồi bập bập đôi môi ra điều nhịu mồm. Nam cỡ trần phát nơm đến, nhằm vào cái bẫy từ trên bờ đất cao chụp xuống. Một cú quậy khủng khiếp, hất hắn và chiếc nơm văng ngược lên cao, rơi tờm ra xa. Chị đứng cười như nắp nẻ, rồi chợt tròn mắt ra xích xoa tiếc rẻ. Mẹ ơi, cả đời chị chưa từng gặp con cá nào to như vậy. Hắn lớp ngớp lên bờ, tay kéo lại quần cọc che vội đám lông măng tu tủa thò ra ngoài. Chị ý tứ quay mặt, giấu miệng cười thèn thẹn. Thân mình chị nghiêng đi mà cặp mông tròn trị vẫn chị lại. Hắn trộm nhìn vào khoảng hông trắng mịn. Đêm rằm ấy, chị hẹn Nam ra sông chơi. Chị ngồi ngửa, lưng dựa vào cái tựa gỗ đệm chăn, dùng hai bàn chân đặt lên hai mái chèo, thông thả, khu như một điệu múa quay chậm. Con thuyền nhỏ trôi đi lững thững, trên mặt ánh sáng lên loang ngập ngụa. Gió sông mân mây luồn qua người mát miên man. Rồi chị cất lên tiếng hát ngọt ngào quyến rũ, lời hát như dấu kỵ dưới đáy phù sa của lòng sông hồng nơi cửa biển được chị xúc qua nước bọt rửa sạch sẽ ba là lạ dưới ánh trăng vàng. Ôi, trái tim em dầm mình trong thương nhớ. Người yêu ơi, có thương hộ em không? Bám từng mảng buồn trong lòng sông, em đợi em mong. Anh quăng lưới yêu, thu hết lại tình em, về cùng anh, anh hỡi. Nam ngồi nơi mũi thuyền lắng nghe, từng câu hát chị như ngắm vào tâm hồn. Tâm hồn hắn bỗng một cánh bay lên hắn nhớ đến oanh trực cất lên hát bằng tiếng vỡ giọng một khúc tình mơ một khúc tình mơ tôi thương em đấy mà chưa có tình giấu đi má thắm môi xinh che lòng cả một khối tình gieo neo tính tình tan tan tính tình tôi ngồi ngơ ngẩn hát theo còn em thông thả buông chèo xuôi sông lục bình hoa tím theo dòng trăng tràn mặt nước Thông dông mơ màng Cánh chim mềm mại bay ngang Tiếng ca em đẩy nhẹ nhàng Thuyền trôi Lòng tôi em rũ bằng môi Tim tôi em dắt bằng lời yêu thương Lúc chia tay Chỉ đưa cho một sụi cá nặng Rồi nhét vào túi ngực nam một tờ giấy Chạy về đến sân nhà Hắn vội mở ra Đọc dến trăng Lá thư nghề lệ Em yêu dấu hãy tha lỗi cho chị gọi em như vậy. Dù chị hơn em 5 tuổi, nhưng chị một đời cô đơn, không nhà không cửa. Chị có duy nhất con thuyền và dòng sông cùng nỗi tuổi buồn từ cha ông để lại. Nhưng cuộc đời hay xuống kiếp đã đưa em đến. Khi thấy em lao xuống nước, chị đã chợt nghĩ, chị đã thuộc về người đàn ông này. Và chị đã bất chấp lời nguyện của Hà Bá, không cứu người chết đuối, để lao xuống cứu em. Từ giây phút ấy, trái tim và thể xác chị đã thuộc về em mãi mãi. Em có hiểu không? Nếu em chê thì chị cũng không hề oán trách một chút nào. Em hãy bay đi với đôi cánh tự do và cuộc đời. Hãy luôn nhớ rằng nơi cửa con sông quê này chị yêu em mãi mãi. Em yêu anh muôn đời, muôn kiếp. Mấy hôm sau, Hùng vọng anh lại đưa Nam một bức thư. Bức thư rất thơm, và trang trí hoa bướm tự vẽ rất đẹp. Họ bảo, cái làng cùng đội thi giỏi văn gửi cho cậu đấy, nó thích cậu lắm đấy, nó vừa là nhà thơ, là họa sĩ tương lai nữa. Tăng học, hắn chạy ra bờ sông cái, mở ra đọc. Một ngày buồn, tháng 8. Nam ơi, dạo này thấy cậu buồn và ưu tư là mình cũng buồn theo. Chủ nhật này, cậu ra bờ sông vẽ với mình đi, cậu là người con trai đầu tiên trong đời, mình rủ đi chơi đấy. Cậu mà không tới thì... Ngọc Lan Thật lòng, Nam rất muốn đi chơi với Lan và xem Lan vẽ. Lan là cô bạn rất tâm đầu ý hợp với hắn trong đội tuyển văn của trường. Nhà nàng giàu có, nàng có vẻ đài cát mong manh, môi luôn đỏ thắm khác thường, khuôn mặt đẹp như tiên. Chỉ mỗi tội ngực vào mông nàng liếp xẹp nên chưa bao giờ hắn thích nàng cả. Hắn vẫn yêu quanh. Đọc xong, hắn xé bức thư vứt xuống sông. Sau đó, hắn lặng tránh chị Hạnh và lặng tránh luôn cả Lan nữa. Thế rồi, cũng đã đến lúc hết cấp 3. Cả bọn ráo riết ôm thi đại học. Chiến tranh biên giới nổ ra, Nam và Hùng vì đi học muộn, nên lúc này đều đến tuổi đi bộ đội. Cả hai háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ trong thâm tâm nam chỉ muốn đi thật xa để không bao giờ nhìn thấy anh nữa cũng bởi lúc ấy hai gia đình của hùng và anh đã làm lễ đặt trầu ăn hỏi chỉ chờ đủ tuổi là họ sẽ kết hôn trước hôm dặm ngõ anh có gặp nam trả lại món quà mà hắn đã tặng cùng mẫu thư nam ơi chúng mình mãi là bạn thân của nhau nhưng món quà này mình không dám nhận đâu bạn chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã tặng cho mình và hùng chẳng có gì hơn được ngài lên đường nam quyết định đến chia tay chị hạnh bởi vì từ đêm đọc lá thư bất ngờ của chị hắn cảm thấy vô cùng khó xử không dám đến gặp chị nữa dù rất nhớ chị nhiều hôm nam bí mật nằm ở bụi tre nhìn chị từ xa thấy chị làm đũa dân câu thả lưới trong lòng nam tràn ngập một tình thương mến vô bờ đôi lúc còn mơ hồ như hắn yêu chị nhưng bóng hình lộng lẫy của anh mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn làm cho chị bị mờ nhạt câu chuyện thứ ba phụ nữ dạy chồng bạn gửi cho chị một bức ảnh chụp biển số xe của chồng chị trong một khách sạn nằm kín đáo ở vùng ngoại ô chị sững người bỗng chốc niềm tin và tình yêu vỡ òa trong im lặng đêm đó chị sang ngủ với con một đêm trằn trọc những giọt nước mắt không ngừng rơi cho đến khi chị mệt mỏi thiếp dần vào mộng mị sáng chị vẫn dậy đúng giờ chuẩn bị quần áo cho anh đi làm rồi đưa con đi học bạn nhắn tin hỏi chị sẽ làm gì bây giờ chị trả lời một câu vỏn vẹn tôi bỏ tiện để dạy chồng khôn lên trong bữa cơm tối, chị vừa gấp thức ăn cho anh vừa nói. Cuối tuần này, kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, ra nhà hàng đông đúc mà ăn đồ ăn là không đảm bảo. Em lựa ít hải sản ở quê về nấu lẩu, mình mời thêm mấy cặp kia tụ hợp cho đông vui. Anh cười, em muốn sao cũng được, thấy thoải mái thì mình làm. Kỷ niệm ngày cưới, anh mua tặng chị một bó hoa hồng rực rỡ, một sợi dây chuyền mặt ngọc sang trọng chị ôm lấy anh nghẹn ngào cảm ơn có lẽ anh nghĩ chị cảm thấy xúc động vì hạnh phúc đêm đó anh sai chị dễ dàng mở được điện thoại của anh bằng dấu vân tay từ ngày yêu nhau chưa một lần chị làm việc này chị tin tưởng chồng và tôn trọng thế giới riêng của anh một cách tuyệt đối có lẽ vì vậy mà anh chủ quan tin nhắn còn lưu cuộc gọi không xóa đàn ông có gia đình thì Facebook là nơi để họ chia sẻ cuộc sống cá nhân một cách tự tế công khai. Còn Zalo mới chính là mảnh đất ngoại tình màu mỡ. Chị thấy cuộc trò chuyện của anh với nhân tình trong Zalo, chị lướt qua đôi dòng, không chụp màn hình. Đêm đó, chị vào xem Facebook của cô gái ấy. Một cô gái trẻ hơn chị cái chục tuổi, cơ thể đẩy đà, thanh xuân sang chảnh. Sáng chị vẫn dậy sớm nấu cho anh một bát phở ngon cũng không quên xịt thêm nước hoa vào cổ áo sơ mi trước khi anh đi làm chồng chị ra xã hội luôn đạo mạo chỉnh chu bởi vì sau lưng anh luôn có một người phụ nữ tinh tế đến từng tiểu tiết bạn lại nhắn tin hỏi thế chị có đánh ghen không chị gửi một cái lắc đầu không cứ để thư thư cho anh ấy lúng sâu vào yêu đương thêm chút nữa bạn hỏi chị nghĩ gì kỳ vậy? Chị cười, đàn ông đang sai có gọi cũng không tỉnh. Bạn chua chát, một trăm thằng thì một trăm lẻ một thằng đều hám gái lạ gái ngon. Chị gửi cho bạn một bức ảnh. Đấy, mười năm trước tôi cũng đẹp, bây giờ già hơn xíu, ngực chải hơn xíu, bụng to hơn xíu. Nhưng tôi vẫn thấy mình đẹp với giá trị không đổi. Đàn bà không ai thắng được thời gian nên đừng bận tâm so sánh mình với chúng nó có thế nào cũng phải trân trọng mình không trân trọng mình thì đừng kỳ vọng vào ai một tháng sau chị đến gặp người bạn chuyên làm về mạng xã hội bạn hỏi chị muốn đòi tiền đứa nào chị cười không tôi đòi chồng bạn cười với ánh mắt thương cảm bà tính nhờ tôi đánh ghen hả thôi Đánh làm gì đàn ông thằng nào chả thế chơi chán lại về chỉ uống một ngụm nước giọng vừa ngọt vừa đanh lại bên nhau các ông mà để cho chơi thì chơi cả đời không chán tôi lấy chồng không phải để dùng chung với thiên hạ nên tôi muốn nhờ ông việc này không đâm chém không phạm pháp và tiền bạc tôi trả cho ông sòng phẳng chị trở về nhà đối với anh vẫn đầy săn sóc yêu thương cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt. Thi thoảng, anh có sai, chị lại lén vào xem đôi ba dòng tin nhắn quanh với nhân tình. Chị biết, đàn ông ngoại tình ban đầu đa số vì thèm của lạ. Sau rồi, bị những cảm xúc như thỏa đầu yêu đương chi lấp dần lý trí. Chị cũng đã từng thèm khát những cảm giác ấy, cảm giác nhung nhớ về một ai đó, cảm giác si mê nồng cháy trong những nụ môi hôn nhưng đôi chân chị không bước ra xa gia đình mình, không lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng chị. Đàn bà cũng có mộng tưởng và tham vọng, nhưng họ biết cách chôn chặt điều đó vào sâu trong đáy lòng. Ba tháng sau, vào một buổi sáng, chị thức dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị tươm tất quần áo đồ ăn cho chồng. Sau đó, chị để lại trên bàn một tập ảnh, rồi bế con và kéo vali đi trong lặng lẽ. Sau đó, chị để lại trên bàn một tập ảnh, rồi bế con và kéo vali đi trong lặng lẽ. Anh tỉnh dậy, nhìn thấy những thứ đó, liền sang phòng con tìm vợ, nhưng cả hai đều không thấy. Anh bấm điện thoại gọi, chỉ nghe thấy tiếng thuê bao. Gọi về ngoại, thì mẹ vợ nói một câu rồi thẳng thừng cúp máy. Anh không phải tìm nó, nó bảo khi nào anh ăn chán bắt vợ ấy thì nó sẽ về nấu cơm cho anh anh hiểu vợ mình một người đàn bà khi đã làm điều gì hệ trọng đều sẽ nghĩ sâu xa và tính toán trước rắc rối của bản thân càng không phiền hại đến ai cho dù vợ mình vẫn ở trong thành phố này anh cũng chẳng thể nào tìm được bởi vì cô sẽ không đến những nơi mà anh biết anh tiếp tục chăm thuốc rất sâu làn hối và lồng ngực xem kỹ lại từng bức ảnh anh nhếch môi cười cái cười của những thằng đàn ông khi biết mình bị giấc mũi chơi phản. Ba ngày, anh nghỉ làm, chân không bước ra khỏi cửa, điện thoại vợ vẫn tắt máy. Anh cũng không nhắn tin biện minh, nịnh nọt nhiều lời, chỉ duy nhất một câu lặp lại. Anh xin lỗi, em về nhà đi, anh nghỉ làm ở nhà đợi em. Với vợ anh, những mâu thuẫn luôn giải quyết bằng cách mặt đối mặt. Một người nói một người lắng nghe, ôn hòa và kiên trì chính vì sự thấu hiểu và đồng điệu về cách sống nên họ đã kết hôn với nhau. Anh cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, bởi vì kiếp này sẽ không có người đàn bà thứ hai nào ghép vào cuộc đời anh một cách toàn vẹn đến như vậy. Sáng sớm ngày thứ năm, chị trở về. Anh ngủ ngoài sofa, nên ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở, liền ngồi bật dậy. Chị vẫn giữ một gương mặt với thần thái không đổi, đều có phản phất nét hao gầy chị im lặng đi vào bếp, còn anh im lặng chăm thuốc hút. một lát sau, chị trở ra trên tay bưng thêm một tô phở, đặt nhẹ nhàng trước mặt anh. anh dụ tặng thuốc và đứng dậy bưng bát phở để ra bên ngoài cửa nhà. sau đó anh trở vào ôm lấy chị rồi nói một câu: anh xin lỗi, anh sai rồi. đôi vai chị run run, nước mắt cứ thế mà trào ra, tiếng khóc nức nở. Sau từng ấy thời gian kìm nén, bây giờ nỗi đau trong chị mới vỡ òa thật sự. Và cứ thế, một người im lặng, một người khóc, cho đến khi họ ngủ thiếp đi trong lòng nhau. Một tuần sau, bạn nhắn tin hỏi hàng chị chân tình kể. Chị đã đến nhờ anh bạn xã hội là một chuyện thế này. Chị kể rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô gái trẻ qua Zalo chị muốn tìm một người đàn ông chen ngang vào mối tình đó chị sẵn sàng chi tiền cho những cuộc hẹn chi tiền mua những món quà có thể làm siêu lòng những cô gái trẻ sau một tháng chị muốn có những bức ảnh đủ rõ ràng để chứng minh rằng chồng mình đang bị cắm sừng bởi chính cô bồ trẻ quanh ta thứ nhất một mối tình mới chóm sẽ chưa đủ sâu sắc để cô gái kia bất chấp yêu chồng chị vô điều kiện nếu chị tạo ra một điều kiện tốt hơn đặt song song với chồng mình đấy là một chàng trai trẻ độc thân chịu chơi phóng khoáng thì chắc chắn kiểu người như cô gái kia sẽ dễ dàng xa lưới mỗi một cuộc hẹn chị sẽ cho người đứng phía sau chụp lén đắt giá nhất là bức ảnh hai người bước vào khách sạn cùng nhau và hãy chọn đúng khách sạn mà chồng chị đã ngủ với cô ta trước đó chỉ cần như thế là xong hợp đồng Chị đảm bảo rằng người đàn ông thứ ba kia sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống từ phía chồng chị. Bởi vì anh là dân trí thức kín đáo, anh đủ thông minh để hiểu rằng anh bị ả đàn bà mình đã nâng niu trên giường chơi xỏ chứ chẳng phải từ thằng đàn ông bất kỳ nào trên đời. Chỉ cần một gói nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình, ngoài ra không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác. Khi chị đặt trước mặt chồng mình những bức ảnh ấy anh có thể hiểu rằng phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết, thậm chí họ đủ sâu sắc để biết những điều anh chưa biết. Trong cuộc chơi này, anh đã bại cả hai đường. Vậy, hoặc là anh bại tiếp, hoặc là quay đầu lại. Và tất nhiên, một người đàn ông còn biết trân trọng gia đình sẽ tự biết đâu là bờ. Còn không, chỉ buông không nuối tiếc. Câu chuyện thứ tư hai chị em chị cả chị cả em đây cô cả ngừng khóc Với mái tóc rối bù sù che nửa khuôn mặt gầy xanh xao khẽ hỏi dì út đấy à dì minh đấy à cô cả kéo cô út ra đầu hồi nhà bố mẹ đã nói thế thì em đừng vào để bố ra đi cho thanh thản em ạ à. em biết rồi em không vào đâu Em mang tiền về để chị lo việc cho bố. Đừng tặng tiện quá, làng sớm chê cười chị ạ. À. Chị Hạnh Đã cố tiền vào tay chị, cô út gạt nước mắt, ra xe đi ngay. Đêm đã khuya, vườn kèn đã đi nghỉ. Trong đạp chỉ còn hơn chục con cháu và vài hàng xóm thân thiết. Họ đánh bài, chờ giờ, giờ chuyển cửu cho ông Thơm. Bà Thơm ngồi bất động, khuôn mặt vàng vỏ đau khổ cả cuộc đời bà chả mấy khi gặp chuyện vui. Sinh ra hai cô con gái, tuy không xinh đẹp nhưng cũng ương nhìn, khỏe mạnh. Gọi cô cả, cô út là theo ý của ông Thơm. Ông đã từng tự hào vì nhà có hai cô giáo ngoan ngoãn luôn nghe lời bố mẹ. Hai rể đều do ông chọn rất kỹ lưỡng. Cô cả lấy chồng cùng xã là bộ đội phục viên, gia đình cũng nề nếp, khá giả nhờ mấy mẫu vườn bà mẹ chồng buôn bán hàng chuyến mỗi năm cũng thu được khá tiền nhà chỉ có chồng là trai nên cô cả phải làm cô dâu hiền thảo tiền lương tháng nộp hết cho mẹ chồng để bà chi tiêu bà bảo sau này tao chết thì vườn bãi là của chúng mày hết thương con gái nhưng nể thông gia ông bà thơm ngậm bồ hòn làm ngọt thỉnh thoảng lại dúi cho con gái chút tiền tiêu vặt thấy gia đình thông gia không chê ba gì, chỉ khen cô cả ngoan hiền. Ông bà thơm mãn nguyện lắm. Cô út lấy chồng tận xã bên, cách nhà đẻ gần chục cây số. Chồng cô là nhân viên kế toán trường học, hình thức cũng được, nói năng dễ nghe. Vợ chồng cô út ở riêng, kinh tế độc lập. Cô út cũng khéo ăn ở nên được lòng gia đình bên chồng. Mẹ ơi, mẹ ơi, tiếng cô cả thì thào cắt ngang dòng suy nghĩ của bà thơm con lo được tiền đây rồi mẹ chi tiêu gì thêm mẹ cứ bảo con nghe cô cả nói khuôn mặt bà thơm giãn ra một chút nhưng bà biết cô cả đã pha lãi chưa lấy đâu ra tiền nhìn con gái già sợm gầy còm bất giác nước mắt bà thơm lại chảy dài trên gò má ngăn nheo vợ chồng cô cả làm ra tiền mà lại hóa thành phụ thuộc sinh liền hai đứa con trứng gà trứng vịt. Cô cả hay ốm đau, đồng tiền thuốc men bồi dưỡng sức khỏe, phải về sinh bố mẹ đẻ. Mẹ chồng cai nghiệt. Chồng sinh nhiều thói hư tật xấu, cô cả nhiều lần khuyên nhủ đáp lại là những trận đòn tàn ác của người chồng mọi bạc. Cô ôm con về ngoại, xin phép bố mẹ để được ly hôn. Ông Thơm khuyên con. Đàn bà, nết nhẫn nhịn đứng hàng đầu con ạ. À con phải thương hai đứa trẻ đừng để chúng chịu cảnh tan đàn sẽ nghé cũng đừng để bố mẹ xấu hổ với làng xóm là con gái bỏ chồng con là cô giáo đấy biết không hả cô cả nuốt nước mắt cam chịu đắng cay cô út thì sướng hơn chị tuy chả có ai giúp nhưng hai vợ chồng đều biết phun vén nên kinh tế cũng ổn nhà cửa đã đàng hoàng đánh đùng một cái mọi chuyện thay đổi. Anh chồng đua đội học theo một số cán bộ biến chất, cờ bạc đề đớm thu tha nhiều. Hai vợ chồng vay mượn để trả vào quỹ nhà trường, giữ lại được cái nghề. Xong chứng nào tật nấy, anh chồng không thay đổi. Cô Út đâm đơn ra tòa ly hôn. Ông Thơm khuyên nhủ thế nào cũng không lay chuyển được. Cô Út đã quyết. Từ hôm nay, tôi không có đứa con gái này. Tôi sống chị không được lui tới. Tôi chết, chị không được trở tan. Ông Thơm cảm thấy xấu hổ với làng xóm vì có đứa con gái bỏ chồng. Ông ít đi ra ngoài, ăn kém, ngủ kém. Tháng trước ông trở bệnh, cô Út về thăm, ông đuổi. Giờ ông mất, bà Thơm theo lời chồng dặn, không cho cô Út về chịu tan. Bà cũng thấy dây dứt lắm. Bên bà lúc này, chỉ còn có cô cả mới 45 tuổi mà thân thể gầy gò, thần sắc bạc nhược. Do phải suy nghĩ nhiều, kinh tế lại thiếu trước hụt sau, nên hai mắt trụng hoáy thăm quần. Thằng con trai lớn học hết cấp 3 trường huyện, thấy mẹ vất vả quá, xin đi làm thuê đỡ đần cho mẹ. Tiền nó đưa về, trả đủ cho bố nó cờ bạc. Cô cả thương con nhưng sợ chồng không dám nói. Vừa rồi gia đình xô xát, con trai dám cãi lại bố. Nó bảo Ông không phải là bố tôi Ông nhìn mẹ tôi xem Có ra hồn người nữa không Ông tàn nhẫn, ích kỷ, tham lam Ông là một con quỷ Rồi chả chờ bố nó đủ đánh Nó bỏ đi luôn Đấy, mày dạy con mày như thế phải không Con khốn nạn này Con mất dạy này Mỗi câu chửi là một cái tác Một cái đạp Cô cả ngã lăn ra đất Chả đủ sức để mà kêu Đứa con gái vừa đi làm vườn về Vừa khóc vừa sinh bố thay cho mẹ. Tiếng khóc của nó vừa uất ức vừa giận hờn, rất tội nghiệp. Bố nó e hẹm, giọng ráo hảnh. Khóc cái gì, bố mày chết à? Đưa tao tiền đi ăn cổ, đưa 500, thừa về tao trả. Mẹ làm gì còn tiền, sao bố không tự kiếm mà tiêu? Căm mồm, nhà này rặt một lũ mất dạy. Từ giờ đến chiều mà không có tiền, chúng mày cứ liệu, ông tống cổ hết nghe con gái vừa khóc vừa kể, bà Thơm cũng nước mắt hai hàng. Ông Thơm ôm ngực, ho rũ rượi, gọi cô cả lại gần. Tính bố nó nóng nảy, còn chấp nhất làm gì? Nhịn được thì cửa nhà mới yên ấm con à. Đàn bà, nhịn chồng có xấu đâu. Bố mẹ vừa bán con lợn gần 3 triệu đấy, bố cho con một triệu, chi tiêu tạm. Thôi, về đi, cho bố nó còn đi cổ, Bà ngồi bên linh cửa của ông Mà chuyện của con Lời của chồng vẫn còn đây Bà thương chồng xót con Mà không biết tính sao cho chu Toàn Sáng sớm Phường kèn đã khu làng sớm thức dậy Họ hàng bà con kéo đến đông dần Bà Thơm dục người chuẩn bị bữa sáng dâng cho người đã khuất Thế rồi cô cả tìm thấy một tờ giấy gấp tư trên bàn Nơi ông Thơm hay ngồi đọc sách Cô đọc xong hòa khóc nức nở Cô cả chờ mọi người đông đủ, đứng trước bàn thờ bố, xin phép đọc di thư. Hai con gái của bố là bố mẹ đã sai rồi. Bố nhu nhược, cổ hủ, nên hạnh phải khổ. Bố sĩ diện hảo, nên minh phải hờn tuổi. Bố xin lỗi. Mọi người ồ cả lên, khen ông Thơm xử sự, sự, thế là phải. Mẹ con cô út đỡ cổng từ sớm bà thơm ôm lấy hai con gái thấy lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nhìn cô út khỏe mạnh rắn rỗi nước mắt bà cứ dàn dụ. thì ra cô út không vì bố đuổi mà tự ái tiền nông cô cả đưa cho mẹ lo việc nhà đều là tiền của cô út sau này khi hai chị em gái ngồi tâm tình cô út nói với chị chỉ có bố mẹ sinh ra ta và đứa con ta sinh ra mới đáng để ta mắc nợ thôi chị à Câu chuyện thứ năm Tình ngỡ đã quên đi Tối nay không hiểu sao Chỉ thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm Chập chờn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh Chỉ thấy anh ngồi cạnh giường nói chuyện với chị Anh vẫn đẹp trai, phong trần như ngày xưa Chỉ có đôi mắt không còn lấp lánh ánh cười Mà đau buồn da diết Chị mừng rỡ, tham lam Nhìn từng nét thân quen trên khuôn mặt anh giống như họ mới chia tay ngày hôm qua, không hề có cuộc chi ly dài đằng đẵng 15 năm trời. Em còn hận anh không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Chị lắc đầu. Em chưa bao giờ hận anh cả. Anh và ba mẹ anh là những người thân nhất của em. Coi như mình có duyên mà không phận đi. Em vẫn luôn luôn cảm ơn anh đã mang đến cho em tuổi thơ ấm áp, tràn đầy tình thương. Họ là hàng xóm của nhau rất lâu rồi. Cậu bé 5 tuổi là anh, nhìn thấy cô hàng xóm, sinh em bé gái bụ bẩm, đáng yêu. Đã dõng dạc tuyên bố, lớn lên con sẽ lấy em làm vợ, trong tiếng cười giòn tan của người lớn. Khi cô vào học lớp 1, mẹ chẳng may qua đời, rồi ba lấy vợ mới. Mẹ kế không phải là người xấu, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền. Con anh con chúng ta đã làm bà trở nên cai nghiệt với cô cô cứ tự mình lớn, tự mình lũ thủ đi học, đi chơi mà không ai ngó ngàng đến. Chỉ có anh và ba mẹ anh là hết lòng thương cô. Buổi sáng, anh dắt cô đi học. Trưa về cùng, rồi thỉnh thoảng rủ cô sang nhà ăn cơm luôn. Mọi vui buồn trong cuộc đời bé thơ, cô đều chia sẻ với anh. Lớn lên, anh đẹp trai, học rất giỏi, rất nhiều bạn gái thích. Nhưng toàn bộ lo lắng quan tâm anh chỉ dành cho cô khi cô nhận được giấy báo vào đại học thì anh vừa tốt nghiệp và xin được học bổng đi mỹ học thạc sĩ ngày chia tay anh tặng cô nụ hôn đầu đời và hứa sẽ về cưới cô cô xinh đẹp duyên dáng biết bao người theo đuổi nhưng cô từ chối hết các cuộc vui để đợi anh ở mỹ anh học rất giỏi rất nhiều công ty muốn nhận anh nhưng điều tiên quyết là anh phải có quốc tịch mỹ ba mẹ anh phải bán đi miếng đất để dành gửi tiền sang cho anh cứ vợ làm hôn thú giả. Ở đời, có ai học được chữ ngờ? Người phụ nữ nhận làm dịch vụ thấy anh đẹp trai tài giỏi đàng hoàng, về khuyên con gái mình nhận lời rồi biến giả thành thật. Cô ấy cũng xinh đẹp, đáng yêu và khi trai đơn gái chiếc ở bên nhau, cái gì đến thì sẽ đến. Ngày cô ấy bảo với anh, cô ấy mang thai 3 tháng anh biết là anh không còn đường về nữa rồi ở việt nam cô và mẹ anh khóc ngất nghẹn ngào khi nghe tin nửa năm sau mẹ anh cũng khóc chúc phúc cho cô về nhà chồng vậy mà mười mấy năm đã qua rồi em có hạnh phúc không anh âu yếm nhìn cô cô gật đầu em rất hạnh phúc chồng em đối với em rất tốt hai con của em đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi anh cười thê lương vợ anh cũng rất tốt các con anh cũng rất giỏi giang ba mẹ anh ở gần nên cả nhà sống rất đầm ấm dường như anh không thấy một thứ gì nhưng cứ đêm đến là anh lại mơ thấy những con đường ngày xưa đưa em đến trường mơ thấy dàn bông giấy trước cửa nhà em thấy em tung tăng chạy nhảy trước nhà anh biết rõ là em luôn luôn ở trong lòng anh thôi anh phải đi đây dù ở đâu, anh cũng luôn cầu chúc cho em một cuộc sống tốt lành, hạnh phúc. Chị la lên, anh ơi đừng đi, bao năm qua em cất kỷ những kỷ niệm về anh vào một góc trong tim em. Anh là những gì tốt đẹp nhất tuổi thơ của em. Chị tỉnh giấc mơ khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chồng. Em làm sao mà vừa khóc vừa la ú ớ vậy? Chị dúi khuôn mặt đầm đi nước mắt vào ngực chồng. Sáng ra chỉ đứng không vững khi nghe mẹ anh gọi điện báo tin anh vừa qua đời ngày hôm qua vì nhiễm Covid-19. Câu chuyện thứ sáu Đừng nghĩ Việt Kiều sẽ là đại gia. Bảy năm rồi nàng không về Việt Nam, hỏi tại sao nàng bảo thích đi chỗ này chỗ khác chơi hơn. Lý do của nàng khiến nhiều người ngạc nhiên bởi ai cũng từng nghe nàng tuyên bố. Đi đâu chứ đi Việt Nam là lúc nào cũng sẵn sàng, cuối dịp là bay về ngay, gặp bạn bè người thân vui lắm. Sau cùng gặn hỏi mãi mới nghe nàng thỏ thẻ, về Việt Nam dễ bị quê lắm. Ra là vì mang tiếng Việt Kiều, mà Việt Kiều thì phải nhiều tiền trong mắt nhiều người Việt Nam, nên nàng đã bị đặt vào những tình cảnh dở khóc dở cười. Lần đầu nàng trở về muốn đãi người thân bữa ăn ngoài tiệm để đỡ việc nấu nướng. Nàng nói ý đó, anh em bà con hưởng ứng. Nàng ước lượng chừng 20 người, mỗi người khoảng 200 ngàn, tức chừng 10 đô. Vậy dự trụ 300 đô chắc là dư sức. Thế nhưng khi được người thân chở đến nhà hàng, nàng hơi choáng. Nhà hàng sang quá, khác lắm với những tiệm quanh bô nàng thường hay ăn. Mà người đâu lại thêm nhiều quá, không phải chừng 20 như nàng nghĩ, mà đến gần gấp rưỡi, ngồi đầy cả ba bàn. Người ta rất hồn nhiên, việc kiều mời mà, phải đến nhà hàng sang sang tí. Miệng cười nhưng bụng nàng đánh lô tô, cuối cùng nàng chi ngót nghét 900 đô. Méo mặt đó, nàng ở Mỹ nhưng nàng không làm máy in tiền. Rồi thì thêm lần này lần khác mọi thứ một ít số tiền cộng lại thành nhiều vượt quá ngân sách nàng có. tuy nhiên điều nàng quyết định trốn luôn là lần về sau cùng, cũng là lúc thằng cháu họ vừa đầu đại học, nàng chúc mừng cháu, định bụng khi trở về Mỹ để dành tiền tặng nó cái lớp thấp. Ai dè đến nhà đó ngồi chưa nóng đít, ba má thằng nhóc nói muốn gì nói với cô đi. thế là nó bảo cô cho cháu xin tiền mua chiếc xe máy khoảng hai ngàn nàng hơi choáng chưa kịp phản ứng anh họ nàng bồi thêm còn chú tám nhà nói với em cho xin tiền sửa lại cái nhà chừng 30 triệu nàng thúc lên ôi em làm gì có tiền nhiều như vậy nhưng mà chẳng ai chịu tin nàng hết họ bảo ở mỹ mà vài ngàn không có chẳng qua nàng quá trùm sò thế nên từ đó nàng biến luôn hứa khi nào trúng số thành triệu phú thì nàng về cho vẻ vang Chàng ra đi từ miền quê, chưa biết Mỹ là gì, nên ngày thắt dài, đeo đỏng, khoác áo bùn và quần jean le lối. Lên xe trực chỉ vào Sài Gòn ra phi trường Tân Sơn Nhất. Chàng vỗ vai đám bạn, kể cả Tao đi nha, tụi bay ở lại, cần gì cứ biên thư nói tao gửi về cho. Sang Mỹ, đi ngoài đường không thấy chính phủ thả tiền cho lượm, chỉ biết mỗi ngày đón xe buýt tới hẳn làm quần quật như trâu cũng chỉ chi phí vừa đủ cho nơi ăn chúng ở không dám mãi mai biên thư về nhà như lời hứa hùng hồn lúc ra đi mỹ cho chàng đời sống tự do không bị bắt nạt không bị hạ hiếp không sợ lúc ốm đau phải tán gia bại sản hoặc ôm thân về nhà chờ chết nhưng mỹ không cho chàng máy in tiền như chàng nghĩ đồng tiền mỹ kiếm khó hơn chàng nghĩ trăm lần sau 15 năm ở xứ dậy chết, nhắm cũng có thể một lần bái tổ về quê. Chàng hâm hở lên đường. Vậy mà, 4.000 đô lận lưng, sao cứ như dí phụng. Quay qua quay lại hết rồi, mà vẫn không đủ để chi trả cho những gặp gỡ, những phiến thăm, những buổi hàng huyên bên quán. Thôi kệ, lâu lâu mới về nhà, lấy le ông hàng xóm cũng chẳng tiếc. Mười năm sau, chàng lại một lần nữa hồi cố hương bạn bè thở còn mặt xà lõn tụm lại. Vui quá, chồng này tao trả hết. Chàng cao hứng. Ừ, Việt Kiều mà. Làm sao mất mặt Việt Kiều được? Cố trở lại Mỹ, đi làm gác giang hay là trắng mắt đạp máy may, mỗi giò, đứng cát si, thì cũng phải tỏ ra là Việt Kiều chứ. Chàng cũng rứa. Nhưng quảnh liên quảnh lại, đi Việt Nam hai lần, sang Mỹ làm hai năm vẫn chưa hồi túi chưa kể, bạn bè tự giao thêm cho chàng trọng trách. Từ lần chàng về tụ hợp bạn bè, họ nghĩ thói quen này nên duy trì. Mỗi năm, đám bạn học thời xa lõng sẽ tổ chức họp mặt. Chàng về sẽ thêm phần trọng đại. Nhưng không về cũng chẳng sao, chỉ biết chi phí đó sẽ do việc kiều chàng gửi về chi trả. Ủa, cái việc kỳ vậy? Sao tôi phải gánh vụ này? Vì mày là việc kiều nghe câu trả lời chẳng lặng không hẹn ngày trồi lên nó nghe bạn bè sắp sửa tổ chức họp mặt sau một phần tư thế kỷ từ giả giảng đường nó hăm hở lắm nó réo thêm đứa này gọi thêm đứa kia thế nhưng một ngày nó vào facebook nó thấy nó cùng với vài đứa bạn đang sống ở mỹ được lên chức đại gia kèm thêm lời đề nghị hãy làm nhà tài trợ cho buổi tiệc sắp tới nó choáng má ơi từ ngày cha sanh mẹ đẻ, từ Sài Gòn qua tới Mỹ, nó chỉ biết nó thuộc tầng lớp luôn được ăn trợ cấp. Nó không có khiếu làm giàu, nó chỉ biết có đi học, thỏa mãn ước mơ được học của nó và làm những công việc mà cơm chỉ kiếm đủ ngày hai bữa, không nhà hàng, không shopping. Giờ tự dưng nó được lên hàng đại gia, mà quan trọng là nó được ấn cho việc phải tài trợ. Tự dưng nó đâm ra hải quá, nó hỏi chuyện một thằng bạn qua mỹ cũng lâu cũng nằm trong số đại gia mới được bạn bè phong thằng đó nói như mếu tôi thất nghiệp mấy năm nay chỉ có mỗi mụ vợ đi làm giờ nghe réo gọi kiểu này tự dưng thấy ngại quá thôi bà có tham gia thì tham gia tôi trốn đây vậy là thằng đó biến coi như đứng bên rìa ai à nói gì thì nói thằng đó trở nên điếc còn nó tự dưng một nỗi gì tràn trề tủ thân trổ lên trong nó nó ở mỹ mỹ là đại gia nhưng nó không là đại gia việt kiều không đồng nghĩa với nhiều tiền mỹ cho nó đời sống an toàn chứ không phải mỹ dọn sẵn cho nó đời sống giàu sang và nó muốn nó cũng như tất cả bạn bè của nó không khác gì hết nó đóng cửa facebook giống như thằng bạn kia chọn đứng luôn bên lề cuộc họp mặt cho khỏi mang tiếng việt kiều